tất cả các em. Kỳ này thầy được giao dạy môn mạng máy tính. Và chúng ta có 3 tiết buổi sáng, cuối buổi sáng thứ hai hàng tuần. Trước mắt thì theo cái thông báo của trường do cái diễn biến của dịch, do vậy mà chúng ta vẫn học online một thời gian. Cho đến khi nào có thông báo mới của viện và của nhà trường thì chúng ta sẽ chuyển sang offline. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm gặp offline ở trên lớp. Lớp mình thì khá là đông, rất là đông. Hơn 90 bạn đăng ký. Rất là đông. Thì trong quá trình học online thì các bạn lưu ý là vào đúng giờ, đúng giờ. Hôm nay là thầy đặt nhầm giờ đấy, thầy đặt nhầm 9 giờ là họp, mà lịch của chúng ta là sẽ bắt đầu từ 9:30. Như vậy từ buổi sau các ta chúng ta sẽ gặp nhau lúc 9:30, 3 tiết cuối buổi sáng thứ hai online. Thì trên kênh online team thầy đã tạo nhóm team này rồi, và thầy sẽ lần lượt upload những tài liệu có liên quan lên, bao gồm có slide bài giảng, các tài liệu tham khảo và các cái tài liệu liên quan khác để các bạn có thể đọc trước slide ở nhà, đọc mở rộng thêm tài liệu tham khảo và chuẩn bị nghe bài giảng để nắm được cái bài giảng chất lượng tốt nhất. Thế thì bài giảng này thì bài là cái học phần mạng máy tính này thì nội dung học là gì? Thì mục đích của cái môn học này là giúp chúng ta nắm bắt được những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và internet, kiến thức cơ bản về mạng máy tính và internet, giúp các bạn đưa ra những cái phương pháp khảo sát, các phương pháp đánh giá các cái đặc tính của các lớp ở trong mạng máy tính. Và chúng ta sẽ quan tâm đến các lớp từ lớp liên kết dữ liệu lớp 2 cho đến lớp transport lớp 4 và một phần ở lớp ứng dụng, lớp application, lớp ứng dụng. Và cái mục đích cơ bản của cái môn học này là yêu cầu các bạn phải nắm chắc được các cái giao thức ở trên mỗi lớp trong mô hình ODI cũng như là mô hình TCP/IP. Yêu cầu các bạn phải nắm chắc được các giao thức mạng máy tính thì rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải quan tâm, nhưng trong cái học phần này thì trọng tâm của nó sẽ là các giao thức mạng hoạt động ở trên các lớp khác nhau trong mô hình TCP/IP cũng như là mô hình ODI. Hai mô hình này chúng ta cũng sẽ được học kỹ. Thế thì kỳ vọng là sau khi học xong cái học phần này thì các bạn có những cái kiến thức cơ bản về mạng máy tính, có kiến thức cơ bản về các giao thức và các hoạt động của mạng máy tính, mạng internet nói chung và mạng máy tính nói riêng, internet nói chung và mạng máy tính nói riêng. Và cái kỳ vọng thứ hai là qua cái giáo trình, qua cái bài học này, qua cái môn học này thì các bạn cũng có khả năng thiết kế, triển khai và đánh giá hiệu năng hoạt động của một mạng máy tính. Ví dụ như là các bạn có khả năng thiết kế một mạng LAN, thiết kế một mạng Wi-Fi và thiết kế một mạng truyền thông dựa trên nền tảng IP. Đây là một cái kỳ vọng rất là lớn sau khi mà các bạn hoàn thành cái học phần này. Thế để đáp ứng được cái mục đích và yêu cầu của môn học thì các thầy trong nhóm môn học đã xây dựng một cái đề cương. Thì theo cái đề cương đó thì chúng ta sẽ học những cái nội dung sau đây. Thầy nói qua chút về cái nội dung của môn học. Và trong chương 1 chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về mạng máy tính và phải khảo sát một số những tổng quan về mạng máy tính và khảo sát một số những cái tham số cơ bản liên quan đến việc đánh giá hiệu năng và đánh giá cái khả năng hoạt động của hệ thống mạng máy tính. Ví dụ như là các tham số liên quan đến trễ, đánh giá, phân tích, đánh giá và tính toán một số loại trễ ở trong hệ thống mạng máy tính. Trong chương 1 chúng ta cũng tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến topology, liên quan đến protocol và một vài các cái giao thức ở lớp trong chương 1 chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cái cấu trúc và hoạt động của cơ chế của mô hình ODI cũng như là mô hình TCP/IP.
Thì đây là cái ba cái nội dung chính ở trong cái chương 1. Trong chương 1 chúng ta sẽ gì? Tìm hiểu về định nghĩa hệ thống mạng máy tính này. Hệ thống mạng máy tính có những thành phần nào, và chúng ta sẽ khảo sát những thành phần ở trong mạng máy tính. Và mạng máy tính ở đây là gì? Là cái đối tượng của cái môn mà chúng ta nghiên cứu, đúng không nhỉ? Do vậy chúng ta cần có khảo sát về nó. Trước tiên đi khảo sát thì chúng ta cần phải có định nghĩa về nó, định nghĩa, khảo sát, phân loại và một vài các cái tham số có liên quan. Đấy là chương 1. Thế trong chương 2. Trong chương 2 thì chúng ta bắt đầu lần lượt tìm hiểu về các cái giao thức ở trong mạng máy tính dựa theo cái cấu trúc của mô hình TCP/IP và mô hình OSI. Tức là chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt theo các lớp, và chúng ta tìm hiểu theo phương pháp là bottom up. Bottom up tức là ta sẽ tìm hiểu bắt đầu từ lớp liên kết dữ liệu cho đến lớp application, lớp trên. Thế thì xem là các cái chức năng, nhiệm vụ và các cái hàm dịch vụ mà các cái phân lớp đấy nó hoạt động như thế nào, nó cung cấp dữ liệu gì cho lớp trên và cung cấp dữ liệu gì cho lớp dưới, và mối quan hệ của những cái hàm, những cái chức năng, những cái thủ tục ở trong mỗi một lớp là như thế nào. Thế thì trong chương 2 chúng ta tìm hiểu về các cái giao thức ở lớp liên kết dữ liệu, các giao thức ở lớp liên kết dữ liệu. Lớp liên kết dữ liệu thì được chia thành hai cái phân lớp con, một là lớp liên kết LLC và hai là lớp MAC. Trong lớp LLC thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái hàm, các đặc tính, các thủ tục của lớp liên kết dữ liệu. Và trong lớp MAC, trong phần lớp MAC thì chúng ta tìm hiểu một phần rất là quan trọng, đó là các cái giao thức đa chủ nhập. Các giao thức đa chủ nhập, các giao thức đa chủ nhập là một trong những cái giao thức và một trong những thành phần rất là quan trọng ở trong mạng máy tính, bởi vì nó ảnh hưởng đến hiệu năng, nó liên quan đến hiệu năng của hệ thống mạng máy tính. Chúng ta sẽ khảo sát nó ở trong chương 2. Và cũng trong chương 2 các bạn có nghe được không nhỉ? Có thể ở chương 2. Chương 2 chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về một số các cái giao thức và hoạt động của các một số thiết bị mạng quan trọng, ví dụ như là hub, repeater, switch, bridge, router, browser. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái thiết bị này trong chương 2. Thế trong chương 3 chúng ta sẽ học về mạng, về lớp 3, tức là lớp network. Trong lớp network thì có hai cái thành phần quan trọng, đó là một là chúng ta tìm hiểu về cách sử dụng địa chỉ IP, và cái nội dung thứ hai là chúng ta tìm hiểu về các cái giao thức định tuyến ở trong mạng IP, trong mạng internet, trong mạng máy tính nói chung và trong mạng internet nói riêng. Hai nội dung ở trong thứ hai. Ở trong chương 3 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các giao thức giao vận ở trong mạng máy tính, các giao thức giao vận trong mạng máy, trong lớp transport. Và chúng ta tìm hiểu hai cái giao thức giao vận chính, đó là UDP và TCP. UDP và TCP, hai giao thức giao vận chính. Và trong chương 2, trong chương 4 này, trong cái chương transport này, thì chúng ta cũng sẽ gặp một cái loại địa chỉ nữa, đó là địa chỉ cổng. Như vậy ở ba lớp ta đều có ba cái loại địa chỉ nha. Ở lớp MAC thì chúng ta có địa chỉ vật lý. Ở lớp mạng chúng ta có địa chỉ IP. Và ở lớp transport thì chúng ta có địa chỉ cổng. Đây là ba cái loại địa chỉ mà chúng ta sẽ gặp và phân tích ở trong cái giao diện mạng máy tính này. Sang đến chương 5 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một số giao thức ở trong lớp application. Ví dụ như là giao thức peer-to-peer, giao thức DNS, giao thức HTTP, giao thức FTP truyền file, và một số các giao thức ở trong lớp ứng dụng. Và trong chương này chúng ta cũng tìm hiểu một phần rất là quan trọng, rất là cần thiết ở cái thời điểm này và về sau, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về network security. Network security thầy sẽ dành một cái thời lượng 2-3 buổi để chúng ta tìm về network security trong cái đó chính là. Thì đấy là những nội dung mà
thầy sẽ truyền đạt, thầy sẽ gửi đến các bạn vào trong cái môn học này. Thì yêu cầu để có thể tiếp cận, có thể tiếp thu được tốt nhất cái môn học này thì yêu cầu các bạn là cần phải học trước cái môn cơ sở mạng thông tin. Đây là yêu cầu, hình như yêu cầu bắt buộc đúng không nhỉ? Trước khi các bạn đăng ký được cái môn này thì các bạn đã phải học cái môn cơ sở thông tin rồi và một số các môn có liên quan. Và một yêu cầu rất quan trọng đó, để phân tích đánh giá được tiềm năng của hệ thống mạng máy tính thì chúng ta cần phải có những kiến thức nhất định về xác suất thống kê, kiến thức nhất định về xác suất thống kê. Cho nên bạn nào mà còn đang chưa nắm chắc về những phần liên quan đến xác suất thống kê, các cái tiến trình ngẫu nhiên, các cái phân bố xác suất cơ bản, các định lý cơ bản trong xác suất thống kê thì bạn đọc lại thêm những tài liệu như thế này, các bạn đã được học ở trong những môn cơ sở rồi, các môn đại cương và môn cơ sở ngành học rồi. Đây là môn chuyên ngành sâu. Thế về tài liệu tham khảo thì môn này không có giáo trình tiếng Việt, không có giáo trình tiếng Việt chính thống. Tuy nhiên thì tiếng Việt thì biết là có một vài quyển sách có viết có liên quan, ví dụ như là có một quyển về các hệ thống mở, thầy không nhớ trên sách, các hệ thống mở của thầy Nguyễn Thúc Hải với công nghệ thông tin, quyển đấy viết thì cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà cái quyển đó thì được viết theo cái góc nhìn của bên công nghệ thông tin, nó hơi khác một chút so với bên điện tử truyền thông. Thế thì tôi nghĩ là cách tốt nhất là chúng ta đọc những tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh, bằng những quyển sách giáo trình tiếng Anh, vừa là để chúng ta tiếp cận với kiến thức một cách chính xác nhất, và chúng ta học tiếng Anh luôn, đúng không nhỉ? Chúng ta học tiếng Anh chuyên ngành luôn. Thế thì ở đây thầy có thuê một số các quyển sách tiếng Anh, ví dụ như là quyển Networking A Talk Đã Approach Featuring Internet. Quyển này thì cũng là một trong những cái giáo trình tham khảo chính của môn học này. Và cái quyển thứ hai là quyển Computer Network của Tenneban. Quyển này thì xuất bản đến lần thứ 5, thứ 6 rồi. Và cái phần liên quan đến Network Security thì các bạn tìm đọc cái quyển của William Sterling, quyển Cryptography and Network Security. Ngoài ra thì còn nhiều các quyển giáo trình khác. Thế thì các bạn tìm những cái giáo trình này ở đâu? Google. Những cái giáo trình này đều có file PDF free ở trên Google, các bạn tìm các bạn có thể download được về. Hoặc nếu không thì trên nhóm team thầy cũng đã tạo một thư mục reading đúng không nhỉ? Các bạn nhìn thấy cái thư mục đấy trong trên nhóm chưa? Thư mục reading. Thì trong thư mục đó thì thầy có upload lên một số những cái quyển sách, những quyển tài liệu tham khảo để các bạn có thể đọc. Và cũng trong cái thư mục tài liệu của nhóm thì thầy cũng có đưa lên cái dịch class material, cái thư mục class material. Thầy sẽ lần lượt upload những cái nội dung của bài giảng lên để các bạn có thể đọc trước ở nhà. Hiện nay trên đó đã có chương 1, có slide của chương 1 và file PDF của chương 1 để các bạn có thể đọc trước ở nhà. Thế thì về phương pháp đánh giá thì cũng như các cái môn học khác, chúng ta có hai cái loại điểm. Điểm thứ nhất là điểm giữa kỳ và điểm thi giữa kỳ thứ hai là điểm thi cuối kỳ. Thế cách tính điểm giữa kỳ thì như thế nào? Điểm giữa kỳ sẽ có trọng số là 30% và điểm thi cuối kỳ trọng số 70%. Cách tính điểm thi giữa kỳ là thầy sẽ căn cứ vào các cái điểm thành phần sau đây. Đấy, cho điểm. Thứ nhất là điểm assignment, tức là kết thúc của mỗi chương hoặc là sau mỗi bài giảng thì thầy sẽ cho ra một cái bài tập nhỏ nhỏ qua assignment đó, và các bạn làm ở trên assignment. Và môn này chúng ta phải làm bài tập lớn để lấy điểm giữa kỳ. Chúng ta đến khoảng tuần giữa của học kỳ thì thầy sẽ giao bài tập lớn theo nhóm. Thì lớp rất là đông, lớp mình hơn 90 bạn, do vậy thầy sẽ chia nhóm, mỗi nhóm 5 bạn nha các bạn. Bây ngay từ bây giờ các bạn lựa chọn nhóm cho mình đi, lựa chọn thành viên trong nhóm, mỗi nhóm 5 bạn. Và thầy sẽ gán một cái đề tài bài tập lớn. Tại thời điểm này thì thầy chưa quyết định kỳ này sẽ ra bài tập lớn theo cái hình thức nào. Nhưng mà các học kỳ trước đây thì đề tài bài tập lớn thì có thể có những cái hình thức sau đây. Một là thầy sẽ giao nhóm thiết kế và đánh giá hiệu năng của một giao thức ở
trong mạng máy tính. Ví dụ như thiết kế và đánh giá hiệu năng của giao thức đa chuyên nhập, cảm nhận sóng mang CDMA, hoặc giao thức Aloha, hoặc giao thức TokenBird, hoặc giao thức TokenRing. Nội dung có thể một nội dung đó là thầy sẽ giao cho bạn là lập trình, thiết kế, lập trình, viết và đánh giá hiệu năng của một giao thức trên hệ thống mạng máy tính. Hoặc là thầy cũng có thể giao một cái hướng là sẽ giao một cái bài báo gốc, giao một bài báo gốc, bài báo đấy có liên quan đến việc phân tích, đánh giá, đề xuất những thuật toán, những cái giải pháp để nâng cao cái hiệu suất, hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng máy tính nói chung và các cái hệ thống mạng mới gần đây nói riêng, để các bạn tìm hiểu. Các bạn đọc tài liệu, các bạn tổng hợp tài liệu, sau đó thì viết một cái report kỹ thuật, viết một cái technical report. Thì sẽ có hai cái hình thức giao bài tập lớn như thế để các bạn có cái chuẩn bị. Thế thì cuối cùng chúng ta chọn cái phương pháp nào, hoặc là dùng cả hai phương pháp, thì chúng ta có lẽ cái đấy chúng ta sẽ để dành bản vào cái sau một vài buổi nữa, đúng không ạ? Sau vài buổi nữa khi mà các bạn đã được học một số phần rồi, các bạn hình dung được cái nội dung của môn học này nó như thế nào rồi, khi đó thì chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp mà đánh giá điểm giữa kỳ theo cái hình thức nào nha. Nhưng thầy lưu ý là điểm giữa kỳ được tính vào bài tập lớn và assignment. Do vậy mà các bạn cần phải làm assignment. Thì trước thì rất nhiều bạn chủ quan là làm hoặc làm không làm, hoặc là làm nhưng mà không tập trung vào cái assignment, dẫn đến là điểm cuối kỳ bị thấp. Mặc dù là thường là khi mà thầy cho làm project, điểm project ấy, thì thường các project là điểm cao, bởi vì cái quan điểm của thầy là bắt các bạn làm nhiều nội dung và làm cho đến khi đạt được cái kết quả cao thì thầy lúc đấy thầy mới cho điểm. Tức là thầy muốn cho các bạn điểm cao để có một cái kết quả, để có một cái bảng điểm tốt nhất. Bù lại là các bạn cần phải dành cái thời gian, dành cái công sức của mình vào trong cái project đấy, hoặc là không, hoặc là điểm rất thấp. Thế thì cũng nhắc như vậy để các bạn có một cái chuẩn bị cho cái việc học cũng như là tích lũy điểm ở cái môn này. Đấy là cái điểm giữa kỳ nha. Thế còn điểm cuối kỳ. Điểm cuối kỳ thì các kỳ trước đây trừ cái kỳ vừa rồi thì đều là thi viết offline ở trên lớp. Thì đề thi viết offline thì sẽ có cái cấu trúc là có 20 câu hỏi trắc nghiệm. 20 câu hỏi trắc nghiệm kiểu multi-choice. Chọn A, B, C, D. Và hai hoặc là ba câu bài tập. Bài tập tự luận, tức là các bạn phải tính toán, nó phải giải viết. Đấy là cái cấu trúc đề của các kỳ trước. Nhưng thì từ kỳ vừa rồi do cái dịch Covid, do ảnh hưởng Covid các bạn biết rồi. Do vậy mà kỳ vừa rồi, ở đây chắc có nhiều bạn cũng đã tham gia cái kỳ thi online vừa rồi. Thì phải chuyển sang hình thức là thi trắc nghiệm online. Trắc nghiệm online trên LMS, trên Moodle 1. Trắc nghiệm online trên hệ thống đánh giá, kiểm tra đánh giá của trường mình, của trường phát triển. Thì nếu như chúng ta dùng cái hình thức thi trắc nghiệm online thì cấu trúc đề sẽ có 40 câu hỏi trắc nghiệm. 40 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung của 40 câu hỏi trắc nghiệm đấy phân bố tương xứng với lại các nội dung mà chúng ta được học ở trên lớp. Thì môn mạng máy tính thì vừa mới thi kết thúc cuối kỳ cách đây mấy hôm, hôm 25 tháng 6, cách đây 2 hôm. Hôm thứ bảy vừa rồi. Đó, nói rõ. Nếu mà nhìn về cái phổ điểm của môn mạng máy tính các kỳ trước và kể cả cái kỳ mà thi trắc nghiệm online vừa rồi thì phổ điểm nó rơi vào điểm 6,5, 7, 7,5. Đó là cái phần chuông ấy, cái đỉnh hình chuông. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều những cái nhiều bạn là đang nằm ở cái giải là dưới năm, không phải ít, dưới năm ấy. Thì không biết là
Các bạn đã tìm hiểu về cái môn này chưa? Theo các bạn thì các chị khóa đi trước đánh giá môn này là khó hay là không khó, mà phổ điểm thường không được cao như vậy. Mặc dù là khi mà cho đề thì thầy cũng cho rất sát với cái nội dung mà thầy đã giảng ở trên lớp. Thầy ra đề mà. Nên là thầy ra đề theo cái nội dung mà thầy đã giảng. Bởi vì là kiến thức về hệ thống mạng máy tính thì rất lớn trong ba tiết học, trong ba tín chỉ của một học kỳ thì ta không thể bao quát hết được, nên là thầy sẽ chọn những nội dung mà cơ bản nhất, quan trọng nhất để giới thiệu với các bạn, và nội dung thi cũng sẽ rơi vào những phần mà thầy giảng trên lớp. Tuy nhiên kết quả thi vẫn không 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 không, không tốt như cái kỳ vọng của thầy. Thì chưa hiểu là có thể một là thầy chọn câu hỏi có khó, hai là phương pháp giảng dạy của thầy chưa hẳn tốt để các bạn giúp các bạn có thể tiếp cận được với nội dung của môn học, mà cũng có thể là do các bạn cũng chưa dành cái thời gian cần và đủ cho việc học cái môn này. Thì hy vọng là từ kỳ này chúng ta sẽ cải thiện cái vấn đề đó. Thế thì bằng cách là sau mỗi một chương thì thầy sẽ cho các bạn làm một cái website mình nhỏ nhỏ bằng trắc nghiệm online, bằng chính cái hệ thống mà chúng ta dùng để thi. Thì trên đấy có sẵn ngân hàng câu hỏi để các bạn quen với lại cái phương pháp thi trắc nghiệm online, cũng như là quen với cấu trúc và hình thức, cũng như là cách thức mà thầy ra những câu hỏi liên quan đến nội dung này. Thì phần đầu tiên của buổi hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em về giới thiệu những vấn đề liên quan đến môn bảng máy tính, mục tiêu, yêu cầu, các nội dung mà thầy sẽ giảng, các tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá, để các bạn có một cái nhìn tổng quan về cái môn học trước khi chúng ta bắt đầu đi vào học phần chuyên môn. Thế với phần này thì các bạn có câu hỏi nào không? Trước khi chúng ta vào chương 1, có ai có câu hỏi gì với phần này nào? Có điểm nào chưa rõ không? Em có thể ạ. Ừ, nói đi. Nãy thầy có bảo là cái môn môn này vì phải học cái môn điều kiện trước ạ. Thì mà kỳ này bọn em đăng ký cả môn cơ sở truyền số liệu, cả môn này học chung thì có được không ạ? Thì em chưa học môn kia trước ạ. Bạn đăng ký được rồi, tức là trước là phòng phòng đào tạo cho phép, Đó, vâng, thì thì ok. ý em hỏi là kiểu về cái kiến thức của cái môn này có phải học hết môn kia trước thì xong mình mới được học môn này không ạ? Theo thầy thì các bạn vẫn có thể học song song được, nhưng tốt nhất thì là lên các bạn nên học cái môn cơ sở trước khi mà tham gia vào những môn chuyên ngành. Tuy nhiên vì là chúng ta thiết kế theo học theo tín chỉ nên là các bạn hoàn toàn có quyền học song song. Nhưng khi mà những bạn nào mà đã đăng ký học song song thì chắc chắc môn kia thì các thầy cô cũng sẽ có upload những tài liệu online, những cái slide bài giảng của cái môn học ấy lên. Các bạn cũng có thể nên đọc trước, tham khảo trước cái tài liệu của những môn học trước đó để có thể tiếp cận được hai môn cho nó kết quả tốt nhất. Thầy nghĩ là như Vâng, em cảm ơn thầy. có bạn nào có câu hỏi gì tiếp không ạ? Có ai có gặp mà Sao thưa thầy, cho em hỏi là ở tập lớn thì các thành viên nhóm là chúng em sẽ tự chọn hay là do thầy sắp xếp ạ? thành viên nhóm thì thầy để các em tự chọn nha, thầy để các em Vâng. tự chọn, Rồi, và cuối cảm ơn. cùng nếu mà chưa chọn được nhóm còn sót lại thì thầy sẽ dán nha, thầy sẽ dán thầy sẽ vép một cách cơ học những cái bạn còn lại vào thành nhóm để đảm bảo mỗi một nhóm là có 5 người.
À, còn một việc nữa là thầy muốn cử một bạn ở trong lớp để làm lớp trưởng của cái lớp này. Lớp trưởng giúp thầy làm một số những cái việc nội bộ của lớp. Ví dụ như là cho các bạn đăng ký danh sách nhóm. Khi thầy giao đề tài thì các bạn nhóm dán đề tài cho các nhóm. Và một vài những công việc nội bộ khác. Thì không biết bạn nào có thể xung phong. Hoàng Việt Khanh à? Khanh đâu nhỉ? Dạ em thầy ạ. Rất cảm ơn thầy nhìn. Thầy thấy em ạ? Rồi, thầy thấy rồi. Lớp đồng ý với bạn Khanh làm lớp trưởng không? Đồng ý ạ. Em đồng ý ạ. Ok. Thì sau đây Khanh hay Khanh? Khánh ạ, Hoàng Việt Khánh ạ. Khánh gửi cho thầy thông tin của em nhé, địa chỉ email, số điện thoại. Để thầy gửi qua mail hay là nhắn tin qua team luôn thầy? Tí nữa nhắn lên luôn này. Chú nhắn lên. Được ạ. Để các bạn cũng có được thông tin khi mà cần liên hệ với em. Được ạ. Thế lớp trưởng cũng phải làm khá nhiều việc đấy nhỉ? Vâng ạ. Thì việc đầu tiên em có thể làm luôn đấy là sau cái buổi học này thì em tạo một cái file trên Google Docs nhỉ? Trên Google Docs. Để các bạn file gì ạ? Tạo một file Excel trên Google Docs để các bạn có thể đăng ký danh sách nhóm ở trên đấy. Vâng ạ. Hoặc bạn làm thế nào đấy để các bạn trong lớp có thể đăng ký được mà một cách thuận tiện nhất, sau đó thì gửi cho thầy một cái file Excel đã phân nhóm. Được vâng. Và khi gửi file Excel thì bạn phải format nhé. Format cho chuẩn. Được vâng. Biết dùng Excel không? Dạ có. Những tài liệu các bạn gửi cho thầy Vinh các bạn phải format rất chuẩn. Thì thầy đầu tiên là thầy đọc cái thầy kiểm tra format định dạng. Định dạng chuẩn thầy mới đọc cái nội dung bên trong. Không là thầy không đọc. Vâng. Và đây cũng yêu cầu đối với các bạn khi mà làm bài tập lớn theo kiểu là project, đọc một report kỹ thuật. Và yêu cầu các bạn phải làm rất chỉnh chu về format định dạng đúng chuẩn, đúng tiêu chuẩn. Thì cái format định dạng thầy sẽ gửi sau nha. Nào, còn ai có câu hỏi hay comment gì cho cái phần đầu tiên này không? Trước khi ta chuyển sang phần sau. Không ạ. À. Thế thì ta sẽ chuyển sang phần đầu tiên của chương 1 nhá. Phần đầu tiên của chương 1. Từ bây giờ các bạn có thể tắt webcam và tắt mic khi nào mà cần tương tác, cần hỏi, cần tương tác với thầy, hoặc khi cần thầy hỏi các bạn phải trả lời thì các bạn mới cần phải bật mic lên để cho nó đỡ ồn. Và thầy cũng tắt webcam để cho bài giảng nó tập trung. Các em nhìn thấy slide chưa?
Ok. Chuyển slide các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Có ạ. Okay. Nhìn thấy chuột không? Có ạ. Hình như chuột ở trên màn hình của thầy với cái trên mình các bạn nó không khớp nhau sao nhỉ? Chúng ta sẽ tìm hiểu cái chương đầu tiên, chương 1, giới thiệu về hệ thống mạng máy tính. Và đây là thông tin cá nhân của thầy. Nếu cần liên hệ thì các bạn liên hệ qua địa chỉ email. Và thầy cũng có một phòng làm việc tại tầng 6 của Thư viện Tạ Quang Biểu. Ở trên này có khá nhiều bạn biết. Đó. Tầng 6 Thư viện Tạ Quang Biểu. Hiện nay thì chúng ta vẫn offline, online. Nhưng sau này offline thì nếu cần phải trao đổi trực tiếp những vấn đề liên quan đến nội dung của môn học thì các bạn có thể gặp thầy ở trên tầng 6 Thư viện Tạ Quang Biểu, khu phòng lab của viện điện tử viễn thông. Thế đây là cái nội dung đầu tiên của chương 1 mà chúng ta sẽ học trong cái phần trong cái giáo trình về mạng máy tính. Đó là đầu tiên chúng ta cần phải định nghĩa, phân loại, tìm hiểu cái đối tượng mà chúng ta cần nghiên cứu nó là gì. Đây chính là computer network. Vậy chúng ta định nghĩa computer network là gì? Rồi chúng ta phân tích computer network dựa trên các cái góc nhìn khác nhau. Góc nhìn về hệ thống, góc nhìn về dịch vụ, góc nhìn về kiến trúc mạng, góc nhìn về quy mô mạng. Các góc nhìn khác nhau để làm rõ cái đối tượng mà chúng ta cần nghiên cứu. Và trong chương 1 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một số các khái niệm có liên quan đến việc chúng ta dùng nó để đánh giá hiệu năng của hệ thống mạng máy tính. Đó là trễ, delay, tổn thất, tổn hao, mất gói, loss và đánh giá thông lượng của hệ thống mạng. Và phần cuối của chương 1 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các giao thức phân lớp hay là các cái mô hình dịch vụ. Ở đây cụ thể nó chính là cái mô hình TCP và mô hình IP hay còn gọi là mô hình Internet. Và cuối cùng của chương 1 thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về security, về network security cũng như là lịch sử hình thành của mạng Internet. Thì cái phần lịch sử hình thành của mạng Internet thành các bạn và một số cái phần ít quan trọng hơn thì các bạn sẽ đọc trong tài liệu tham khảo. Cái phần chương 1 nội dung khá dài và thầy sẽ dành thời lượng là 2 tiết, à, 2 buổi để chúng ta tìm hiểu về chương 1. Trước tiên chúng ta định nghĩa về cái đối tượng mà chúng ta cần phải học. Hệ thống mạng máy tính là gì? Thế thì có rất nhiều cái cách định nghĩa hệ thống mạng máy tính khác nhau ở trong các tài liệu kỹ thuật. Và ở đây thầy tổng hợp lại thành một cái định nghĩa như thế này. Các bạn xem có ok không nhé. Mạng máy tính là tập hợp các máy tính và thiết bị mạng. Máy tính và thiết bị mạng được kết nối với nhau bằng các phương tiện truyền dẫn vật lý. Và theo một kiến trúc mạng xác định. Thế thì nhìn vào cái định nghĩa này chúng ta sẽ thấy là có 3 thành phần ở trong cái định nghĩa đó. Thứ nhất, mạng máy tính là các thiết bị mạng, đúng không nhỉ? Đó là các thiết bị mạng. Các thiết bị mạng đây có thể là host, có thể là server, có thể là các cái thiết bị mạng khác. Các thiết bị mạng này phải được nối với nhau bằng một cái phương tiện truyền dẫn vật lý. Và ta gọi nó, cái thuật ngữ tiếng Anh nó là transmission medium. Transmission medium thì có nhiều cái phương thức kết nối khác nhau, đúng không? Kết nối có dây hay là hữu tuyến hoặc là kết nối vô tuyến không dây. Và cái thành phần thứ ba là gì? Các phương tiện này phải được kết nối với nhau nhưng nó phải tuân theo một cái kiến trúc mạng, đúng không? Kết nối nhưng phải tuân theo một cái kiến trúc gọi là network architecture. Và trong cái kiến trúc mạng này thì người ta định nghĩa hai cái thành phần
con ở trong kiến trúc mạng. Cái nhất được gọi là topology, tức là cấu trúc về mặt vật lý. Ta có thể hiểu nôm na là cấu trúc về mặt vật lý, hay là cách sắp xếp, cách sắp đặt các cái thiết bị mạng như thế nào. Ví dụ như là trên hình ảnh minh họa đây là một kiến thức, một cái kiến trúc topology mạng theo kiểu hình bớt, tức là các thiết bị được kết nối với nhau theo một hình tròn. Chúng ta cũng có thể kết nối với nhau theo các cái dạng khác như hình sao, hình cây, vân vân. Và cái thành phần thứ hai ở trong kiến trúc mạng hay ta cũng có thể gọi nó chính là phần hay là bộ lão của cái hệ thống mạng máy tính đây. Bộ lão hệ thống mạng máy tính chính là các giao thức mạng, chính là các giao thức mạng. Và thứ tiếng Anh đó là protocol, và protocol cũng chính là cái thành phần, chính là cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ ở trong, cần phải học nó kỹ ở trong hệ thống mạng máy tính thông qua các cái giao thức ở các lớp mạng khác nhau. Như vậy, tóm lại định nghĩa hệ thống mạng máy tính gồm có ba thành phần. Thứ nhất là thiết bị mạng, thứ hai là phương trình truyền dẫn vật lý, và thứ ba là kiến trúc mạng. Các thiết bị mạng này được kết nối với nhau bằng một phương trình, bằng một cái phương tiện truyền dẫn vật lý và tuân theo một cái kiến trúc xác định. Khi đó thì chúng ta sẽ hình thành nên được hệ thống mạng máy tính. Định nghĩa là vậy rồi, có nghĩa là nội dung của cái môn học này chúng ta sẽ làm rõ hơn về các cái thành phần trong định nghĩa này. Tức là chúng ta sẽ tìm hiểu các thiết bị mạng là gì, nó hoạt động ra sao. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu các cái phương tiện truyền dẫn vật lý là gì, đặc tính của nó như thế nào. Và chúng ta sẽ phân tích xem là các cái thiết bị mạng đó được kết nối với nhau theo cái kiến trúc mạng như thế nào. Tức là ta sẽ tìm hiểu về topology và chúng ta sẽ tìm hiểu về protocol. Thế thì ngoài cái định nghĩa như vậy, ngoài cái định nghĩa vừa rồi, thì trong các tài liệu kỹ thuật người ta còn có rất nhiều các cái cách định nghĩa khác nhau. Đây là một cách định nghĩa dựa trên thành phần, tức là một cách định nghĩa dựa trên các cái component trong hệ thống mạng. Thế thì người ta định nghĩa hệ thống mạng máy tính là một mạng gồm có rất nhiều những cái thiết bị mà được kết nối với nhau, rất nhiều thiết bị có khả năng tính toán được kết nối với nhau. Thiết bị này thì nó là các cái hot, hay người ta còn gọi nó là end system, các hệ thống đầu cuối, nhọn, các hệ thống đầu cuối. Và trên các thiết bị này thì phải chạy các cái network application, tức là phải chạy các cái phần mềm, chạy các phần mềm điều khiển, các phần mềm ứng dụng. Và các thiết bị này, một cái thành phần nữa ở trong cái hệ thống mạng máy tính đó chính là các liên kết, các cái communication link, các liên kết. Các liên kết ở đây thì có thể là dựa trên fiber, tức là dựa trên cáp quang, dựa trên cáp đồng, dựa trên sóng vô tuyến, hoặc là dựa trên các kênh truyền vệ tinh. Và đặc trưng của các cái kênh, các cái communication link này chính là băng thông, đúng không nhỉ? Băng thông của các cái liên kết. Và thành phần nữa ở trong hệ thống mạng máy tính theo các cách định nghĩa này đó là các router. Các router, router chính là các cái nút trung gian ở trong hệ thống mạng máy tính. Các bạn có thể nhìn hình dung cái cấu trúc của hệ thống mạng máy tính như thế này, bao gồm có rất nhiều các router này được kết nối với nhau, và mỗi một router thì lại kết nối với các cái mạng khác nhau và tổng hợp, và những cái mạng con này khi mà được kết nối lại với nhau thì nó tạo nên mạng máy tính. Đấy là một cách nhìn. Một cái cách nhìn nữa, hay là một cách định nghĩa nữa, hệ thống về máy tính người ta đánh nhìn nó, phân tích nó dựa trên các giao thức, dựa trên các giao thức. Thì theo cách phân tích này thì mạng Internet được định nghĩa là mạng của các mạng, hay nó là mạng của các ISP. ISP là viết tắt của Internet Service Provider, tức là các cái nhà cung cấp dịch vụ được kết nối với nhau. Và trên các cái mạng này thì chạy các giao thức, các cái protocol để cho phép có thể gửi các cái thông tin điều khiển, gửi và nhận các cái gói dữ liệu. Ví dụ các cái protocol có thể là TCP, IP, HTTP và rất nhiều các cái giao thức khác nữa. Và trên cái protocol view người ta đưa ra các tiêu chuẩn RFC. RFC là viết tắt của request for comment. Và trong hệ thống mạng Internet thì người ta còn có một cái tiêu chuẩn nữa được gọi là IETF. Đó là một nhóm nghiên cứu, một nhóm kỹ thuật chuyên đề xuất những cái chuẩn cho hệ thống mạng Internet. Như vậy theo cái góc nhìn này thì người ta phân tích hệ thống mạng gồm có các cái giao thức và các cái tiêu chuẩn, đúng không nhỉ? Giao thức là tập hợp các cái quy tắc mà các cái thực thể hoạt động truyền thông phải tuân theo.
Thế ngoài ra người ta còn đánh giá, người ta còn định nghĩa hệ thống mạng máy tính dựa trên các dịch vụ, dựa trên các dịch vụ, tức là đứng từ cái góc độ của người cung cấp dịch vụ hoặc là người sử dụng dịch vụ. Thế thì nếu mà xét về mặt dịch vụ thì ta thấy là các cái xu hướng phát triển của mạng dịch vụ của mạng máy tính theo dịch vụ hiện nay là phát triển rất là nhanh, và dịch vụ mạng máy tính thì càng ngày càng thay đổi theo thời gian. Trước đây thì chúng ta dùng hệ thống mạng máy tính chủ yếu để làm gì? Để chúng ta sử dụng các cái giao thức truyền file, chúng ta sử dụng web, chúng ta dùng email. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta dùng hệ thống mạng máy tính để có thể cung cấp và khai thác rất nhiều những loại dịch vụ khác, ví dụ như là dây các dịch vụ truyền đa phương tiện, dịch vụ đa phương tiện, truyền video, truyền hội nghị, ví dụ như là cái mà ta đang dùng đây, chính là một cái dịch vụ của hệ thống mạng máy tính để cho phép chúng ta có thể họp online, rồi học online, tham gia trình bày hội nghị online mà không cần qua, mà người dùng có thể ở bất cứ đâu miễn là chúng ta có kết nối internet, chứa bệnh từ xa, vân vân. Thế ngoài ra thì bây giờ hệ thống mạng internet còn dùng đặc biệt ở trong các cái giao dịch thương mại điện tử, giao dịch thương mại điện tử. Và bây giờ chúng ta có cái xu hướng dịch vụ giải trí trực tuyến online, dịch vụ trực tuyến online, game online, các dịch vụ truyền hình, nghe nhạc, chơi game trực tuyến qua mạng. Như vậy người ta có thể nhìn thấy cái xu hướng dịch vụ của hệ thống mạng máy tính thì thay đổi rất là nhiều. Thế thì ở đây ta cũng có thể liệt kê ra những cái dịch vụ phổ biến ở trên mạng máy tính. Nếu chúng ta nhìn, chúng ta phân tích cái hệ thống mạng máy tính dựa trên góc nhìn về dịch vụ nha. Dịch vụ truyền file tức là cho phép các cái thiết bị kết nối mạng máy tính có thể chia sẻ các tài nguyên dùng chung, cho phép chuyển ra các cái tệp dữ liệu từ máy tính nhỏ sang máy tính kia, đúng không nhỉ? Một cách thuận tiện. Dịch vụ thư điện tử cho phép chúng ta có gửi thư, trao đổi những tin nhắn, trao đổi những thông tin một cách rất là an toàn và nhanh chóng dựa trên email. Dịch vụ hướng đối tượng, các dịch vụ hướng đối tượng, rồi các dịch vụ quản trị luồng công việc cho phép chúng ta có thể làm việc theo nhóm, ví dụ như team cũng là một cách làm việc theo nhóm, hoặc là bây giờ chúng ta, các bạn thường hay dùng GitHub đúng không nhỉ? GitHub cũng là một cái platform cho phép chúng ta có thể quản trị cái luồng công việc và cho phép chúng ta làm việc theo nhóm. Rồi các dịch vụ cơ sở dữ liệu. Bây giờ chúng ta biết là chúng ta có những cái data center rất là lớn để cung cấp các dịch vụ đến người dùng, cung cấp dịch vụ đến người dùng. Và trước đây thì các dịch vụ thường được thiết kế cứng, tức là gì? Tức là nhà cung cấp và thiết kế các cái gói dịch vụ và bán hay là cung cấp những cái gói dịch vụ đấy cho người dùng một cách cứng nhắc. Nhưng bây giờ thì các dịch vụ ngày càng được thiết kế một cách thông minh hơn. Tức là chúng ta có một cái kho cơ sở dữ liệu, có một kho data center rất là lớn để cung cấp dữ liệu cho người dùng. Nhưng mà dữ liệu được cung cấp không phải là theo một cách cứng nhắc mà gì, một cách linh động theo cái nhu cầu của mỗi người dùng khác nhau. Tức là người dùng cần có nhu cầu đến đâu thì hệ thống cung cấp dịch vụ đó. Đó chính là cái tư tưởng, cái ý tưởng của cái phương pháp cung cấp các dịch vụ thông minh, các dịch vụ thông minh. Thì đây là một số các cách định nghĩa hệ thống mạng máy tính. Như vậy thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm một cái khía cạnh nữa là cái mục tiêu của cái việc kết nối mạng máy tính ở đây làm gì. Mục tiêu của việc kết nối mạng máy tính ở đây là gì? Mục tiêu ban đầu đó chính là chúng ta tạo kết nối hệ thống mạng máy tính để tạo ra một cái môi trường cho phép chia sẻ tài nguyên dùng chung, và có nghĩa là bất kỳ người sử dụng nào cũng có thể có quyền khai thác sử dụng tài nguyên của mạng mà không phụ thuộc vào cái vị trí địa lý của nó, không phụ thuộc vào vị trí địa lý của người dùng, cũng như là không phụ thuộc vào vị trí địa lý của cái nơi mà chúng ta lưu trữ dữ liệu. Và một cái mục tiêu nữa đó là ta kết nối mạng để ta nâng cao cái độ tin cậy của hệ thống mạng máy tính, cũng như là nâng cao cái độ tin cậy của việc sử dụng và khai thác dữ liệu ở trên mạng máy tính. Bây giờ thì
bây giờ thì chúng ta có rất nhiều những cái phương thức để chúng ta lưu trữ dữ liệu một cách tin cậy. Ví dụ chúng ta có thể lưu trữ ở trên ổ cứng, chúng ta có thể lưu trữ bằng cách là gửi trực tiếp những cái dữ liệu đấy vào email, chúng ta có thể dùng cloud, đúng nhỉ? Chúng ta có thể dùng cloud, có rất nhiều những cái môi trường cloud để chúng ta cho phép chúng ta chia sẻ và lưu trữ dữ liệu. Ví dụ như Dropbox, Dropbox cũng là một cái phương thức mà chia sẻ dữ liệu rất là thuận tiện. Không giống như ngày xưa chỉ có cách là một là chúng ta copy ra đĩa CD, hoặc là chúng ta lưu trữ ở trên ổ cứng hoặc ổ mềm. Gần đây ngày xưa nữa dùng lưu trữ trên ổ mềm thì chỉ có dung lượng là 1.4 MB. Các bạn có biết cái đĩa mềm không? Đĩa mềm, đĩa nhỏ nhỏ 1.4 MB. Thế thì đấy là cái phương thức mà chúng ta lưu trữ dữ liệu một cách bằng cách vật lý, đúng nhỉ? Tức là lưu trữ trên các phương tiện vật lý bằng đĩa mềm, bằng đĩa CD, đĩa quang hoặc là lưu trữ trên ổ cứng. Thế thì những thiết bị vật lý đấy nó dễ bị tác động bởi môi trường, đúng không? Độ bền của nó không tốt, dễ bị tác động bởi môi trường. Do vậy là cái độ tin cậy của nó không cao. Bây giờ chúng ta không cần những thiết bị vật lý đấy mà chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu ở trên cloud, lưu trữ dữ liệu trên Dropbox, lưu trữ dữ liệu bằng rất nhiều các hình thức khác. Đấy chính là cái lợi ích mà hệ thống mạng máy tính mang lại, nâng cao độ tin cậy. Và cái mục tiêu thứ ba đó là tạo ra một cái môi trường giao tiếp giữa người và máy. Đây là một cái mục tiêu rất là quan trọng, đúng không nhỉ? Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua giao diện làm máy tính để cho phép chúng ta có thể giao tiếp giữa người với người, hoặc là giao tiếp giữa người với máy thông qua cái môi trường, thông qua hệ thống mạng. Và cũng nhờ cái hệ thống mạng máy tính mà ta có thể giảm cái chi phí đầu tư phần cứng, giảm chi phí đầu tư phần cứng. Lấy một cái ví dụ rất đơn giản như này thôi. Trước đây các doanh nghiệp ấy, để mà in ấn văn bản ấy, thì người ta phải trang bị mỗi một phòng hay là mỗi một nhóm một cái máy in, một máy in. Vì cái thời điểm đó trước đây thì máy in chưa kết nối mạng, hoặc là phải trang bị mỗi một cái phòng làm việc một máy in, hoặc là khi mà chúng ta muốn in chúng ta lại phải copy ra một cái thiết bị lưu trữ xong lại chuyển sang máy tính bên kia, hoặc là qua một cách nào đó để chuyển ra một cái máy tính mà có kết nối máy in để chúng ta in. Nhưng bây giờ thì chúng ta không cần phải làm như vậy, chúng ta chỉ cần một cái máy in mà có khả năng kết nối mạng và từ mạng LAN chúng ta hoàn toàn có thể từ bất kỳ cái vị trí nào chúng ta có thể in và gửi cái bản in vào cái máy in, máy scan, và rất nhiều các thiết bị mạng có thể dùng chung như vậy. Do vậy mà chúng ta có thể giảm cái chi phí đầu tư phần cứng. Một khía cạnh nữa của cái giảm cái chi phí phần đầu tư phần cứng là ví dụ như là trước đây những cái doanh nghiệp mà cần cung cấp các dịch vụ web service ấy, thì người ta cần phải đầu tư một cái phòng máy chủ để lưu trữ cơ sở dữ liệu và đặt máy chủ. Nhưng bây giờ thì chúng ta các doanh nghiệp không cần, các doanh nghiệp nhỏ người ta không cần phải đầu tư máy chủ, phần cứng máy chủ, tức là không cần phải đầu tư vào thiết bị vật lý, mà ta có thể hoàn toàn thuê máy chủ online, đúng nhỉ? Thuê máy chủ online. Đó, như vậy thì giúp chúng ta có thể là giảm cái chi phí đầu tư. Và một cái mục tiêu cuối cùng nữa của việc kết nối mạng máy tính đó là chúng ta đảm bảo các cái tiêu chuẩn thống nhất về tính bảo mật và an toàn dữ liệu, bảo mật và an toàn dữ liệu. Khi mà các thiết bị đều dùng chung các tiêu chuẩn thì cái việc mà thiết kế các giao thức bảo mật và để đảm bảo an toàn dữ liệu nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thế tóm lại là mục tiêu của việc kết nối mạng máy tính là để cung cấp các dịch vụ mạng một cách đa dạng, chia sẻ tài nguyên và giảm bớt chi phí đầu cơ tư về trang thiết bị, cũng như là làm cho cái hệ thống nó trở nên thống nhất, an toàn. Đấy là cái mục tiêu của việc kết nối mạng máy tính. Thế qua cái mấy cái slide vừa rồi thì chắc các bạn cũng đã hy vọng là các bạn có một cái nhìn về nội dung của môn học này chúng ta sẽ làm gì. Quay lại với cái slide đầu tiên kể về cái định nghĩa hệ thống mạng máy tính mà thầy đã tổng hợp lại. Đó, hệ thống mạng máy tính gồm có 3 thành phần: thiết bị mạng, phương tiện truyền dẫn và kiến trúc mạng. Kiến trúc mạng thì tách thành hai phần là topology và protocol. Thế thì phần tiếp theo là chúng ta lần lượt sẽ làm rõ những các thành phần ở trong cái định nghĩa mạng máy tính. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về topology. Topology hay là cái cấu trúc về mặt vật lý của mạng.
Nên là cái cấu trúc hình học không gian của mạng, hay ta nói một cách đơn giản, chính là cách bố trí về mặt vật lý các nốt và cách thức kết nối chúng lại với nhau. Thế thì theo đó chúng ta có hai cái dạng cấu trúc mạng, nó là cấu trúc theo kiểu điểm điểm, foil to foil, cấu trúc theo kiểu điểm điểm, foil to foil, foil to foil. Thế cấu trúc điểm điểm này là như thế nào? Thì trong cấu trúc này là đường truyền sẽ kết nối từng cặp nốt lại với nhau theo một hình học xác định, có thể là theo kiểu hình sao. Đây là kết nối điểm điểm theo kiểu hình sao. Hai máy tính kết nối với nhau thông qua một cái thiết bị trung gian, thông qua thiết bị trung gian thành từng cặp. Đấy là một cái kết nối kiểu điểm điểm hình sao. Hoặc là cũng có thể kết nối điểm điểm theo dạng hình bớt, hình tròn. Hai máy tính này kết nối với nhau bằng một liên kết. Hai máy tính này kết nối với nhau bằng một liên kết. Và các máy tính muốn trao đổi thông tin với nhau thì cần phải trao đổi thông tin qua liên kết trung gian. Hoặc là kết nối theo điểm điểm theo kiểu hình cây. Đây chính là hình cây. Điểm điểm. Thế thì trong cái kết nối điểm điểm này thì một kênh truyền vật lý sẽ được thiết lập giữa hai nốt có nhu cầu trao đổi thông tin. Và chức năng của các nốt trung gian là tiếp nhận, lưu trữ tạm thời và chuyển tiếp cái thông điệp đấy sang nốt khác, sang nốt khác. Do vậy mà cái cấu trúc điểm điểm còn được gọi là cấu trúc theo kiểu lưu giữ và chuyển tiếp, hay là gọi hay cái thuật ngữ tiếng Anh là store and forward, store and forward, lưu trữ và chuyển tiếp. Ví dụ máy chạm này muốn trao đổi thông tin với máy chạm này thì nó cần phải đi qua một cái thiết bị trung gian. Thiết bị trung gian này sẽ nhận toàn bộ cái gói dữ liệu mà trạm gửi cần gửi, sau đó thì nó chuyển tiếp cái gói dữ liệu đấy đến cái trạm đích. Đấy là cái hoạt động, cơ chế hoạt động của cái cơ chế của cái topology đầu tiên là foil to foil. Thế thì ta thử đánh giá xem là cái với cái cơ chế hoạt động như vậy thì nó có ưu điểm và nhược điểm gì. Ưu điểm và nhược điểm theo các bạn thì hoặc cơ chế hoạt động theo kiểu foil to foil có ưu điểm nhược điểm gì nào? Là các bạn tương tác với thầy một tí nào, thử nhìn xem là cái ưu điểm và nhược điểm của cái cơ chế này. Ví dụ như là cơ chế điểm điểm theo kết nối theo kiểu hình sao đây hình sao, đúng không nhỉ? Thì các thiết bị muốn trao đổi thông tin với nhau thì cần phải qua một thiết bị trung gian, đóng vai trò là trung gian. Thiết bị này sẽ lưu giữ cái thông tin mà nó nhận được, sau đó thì nó chuyển tiếp cái thông tin đấy đến một cái đầu ra tương ứng, hoặc đến một đầu ra tương ứng dựa vào cái thông tin ở trong quá trình. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời như thế nhá, còn cụ thể như thế nào mà nó chuyển được thì chúng ta học ở phần sau. Vậy thì nhìn vào cái topology theo kiểu foil to foil này thì các bạn thử cho thầy thấy là cái ưu điểm và nhược điểm của nó này. Khánh, nói chưa? Dạ, dạ. Đó, cho thầy cái, có nhìn thấy cái ưu điểm và nhược điểm của cơ chế này không? Em không thấy ạ. Thế bạn khác nào? Ví dụ là các bạn focus vào cái này đi, ta focus vào cái kiến trúc điểm điểm theo kiểu hình sao này, cho dễ làm. Chuột của sao? Ở đây ta thấy có một thiết bị đóng vai trò là thiết bị tập trung. Thiết bị A muốn trao đổi qua tin với thiết bị B thì cần phải thông qua cái thiết bị tập trung này. Vậy thì ta nhìn thấy cái điểm ưu điểm và nhược điểm của nó rồi, đúng không? Trần Trường Độ nào, Độ ở đây không? Dạ có em ạ. Rồi, Độ có nhìn thấy cái ưu điểm nhược điểm của cơ chế theo kiểu point to point này không? Thưa thầy, em nghĩ nhược điểm của nó ở đây là nó sẽ có độ trễ, bởi vì là
Ví dụ là từ thằng B muốn trao đổi thông tin tới thằng A thì nó sẽ phải mất thời gian qua cái thằng trung gian. Còn thì có độ trễ thế nên nghĩ là nó sẽ tiêu tốn thời gian. Đúng rồi, trễ rồi đi nữa. Và em nghĩ là nó tức là thông tin nó sẽ được rành mạch hơn ấy. Tức là ví dụ là em nghĩ là khi mà nếu ngược lại với cả cái nhược điểm của nó thì em nghĩ là từ thằng B nó muốn thông tin qua thằng A, sau khi nó được xử lý ở cái nốt rồi thì nó sẽ không bị nhầm lẫn sang thông tin của các, ví dụ có một thằng C ấy, thì nó sẽ được rành mạch hơn, em nghĩ thế. Đúng rồi đấy, nhưng mà chỗ đấy thì còn chưa rõ lắm. Nhưng dạ, mà ta sẽ tìm hiểu rõ ở cái ở phần sau. Nhưng mà độ nhìn thấy đúng rồi đấy. Đây thầy phân tích lại là với cái cơ chế này, thầy đây thầy, các bạn nhìn chỗ thầy khoanh đây này, cơ chế tập trung, đúng không? Các bạn có bạn nào còn biết cái cơ chế quản lý tập trung bao cấp thời ngày xưa mà gần đây chúng ta bắt đầu sử dụng lại một tí đấy, tem phiếu ấy, phiếu đi chợ ấy. Trễ đúng nhỉ, đi chợ hộ hay là phát phiếu đi chợ thì rất trễ, tuần mới được ghi một lần. Hoặc là trong Sài Gòn do dịch có cái vụ đi chợ hộ ấy, order cả tuần khi hàng chưa đến, bởi vì là qua một cái thiết bị trung gian này xử lý. Ở đây A muốn gửi gói tin cho B thì A phải gửi, đầu tiên là phải gửi gói tin đấy cho thiết bị trung gian. Thiết bị trung gian là lưu trữ cái gói đó, nó xem là đường truyền ở đầu ra có rảnh không, rồi nó mới forward cái gói tin đấy cho B. Như vậy là nó làm tăng cái độ trễ. Đấy là một cái điểm yếu. Một cái điểm, nhiều điểm thứ hai là gì? Vì tất cả các cái trạm trao đổi qua thông tin với nhau đều phải qua cái trạm trung gian. Thế câu hỏi đặt ra là nếu trạm trung gian này nó hỏng sao? Đó, đúng không nhỉ? Và trong cái tiếng Anh, trong cái tài liệu kỹ thuật tiếng Anh thì người ta dùng một cái thuật ngữ được gọi là one point of failure. One point of failure. Một điểm lỗi gây lỗi cho toàn bộ hệ thống, đúng không nhỉ? Tức là thiết bị mà tập trung này nó hỏng thì toàn bộ cái các cái thiết bị này không trao đổi thông tin được với nhau. Hoặc ta nhìn qua cái kiến trúc hình cây. Qua kiến trúc hình cây, nếu như cái thiết bị này bị hỏng thì ba cái thiết bị ở mé bên này là không trao đổi được ba thiết bị ở mé bên này, đúng không nhỉ? Vì không có cái thiết bị trung gian này nữa. Thì đấy là một điểm thứ hai. Thế tuy nhiên thì những cái hệ thống, những giao thức, những cái cơ chế mà nó vẫn tồn tại thì có nghĩa là nó đều có ưu điểm, đúng không nhỉ? Ngoài song song với nhược điểm thì nó đều có ưu điểm. Ở đây cũng vậy. Mà như bản bộ vừa đấy cũng nhìn thấy đấy. Là gì? Là vì các cái mạng này đều có một thiết bị đóng vai trò là tập trung để xử lý dữ liệu. Do vậy nó sẽ không xảy ra tình trạng bị gửi nhầm thông tin như bạn bộ nói. Và nói chính xác là sẽ không xảy ra tình trạng là bị va chạm. Ví dụ như là nếu như không có thiết bị trung gian điều khiển thì A gửi dữ liệu cho B thì cái dữ liệu đấy nó sẽ bị có thể va chạm với dữ liệu một cái máy chạm nào khác. E ở đây đang có nhu cầu gửi. Ví dụ cả A và E đều có nhu cầu gửi dữ liệu cho B mà không có thiết bị đóng vai trò làm tập trung điều khiển thì dữ liệu có tin từ A và E sẽ bị va chạm vì đều cùng gửi đến mục đích. Như vậy thì cái cơ chế hoạt động theo kiểu point to point nó có cái ưu điểm là ít khả năng xảy ra đụng độ thông tin hoặc là không có khả năng xảy ra đụng thông tin. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là hiệu suất sử dụng đường truyền thấp, chiếm dụng tài nguyên nhiều và làm cho cái độ trễ lớn. Độ trễ lớn là vì cần phải xử lý, mất cái thời gian để xử lý ở nút trung gian. Và chiếm dụng tài nguyên là gì? Khi mà hai trạm đang trao đổi thì những trạm khác không được dùng đường truyền. Chính vì vậy mà cái tốc độ trao đổi thông tin thấp. Đấy là cái cơ chế đầu tiên theo kiểu point to point. Thế thì ta thử khảo sát một cái cơ chế khác, hoạt động khác với cái topology point to point. Đó là cơ chế point to multipoint hay là cơ chế bracketing, point to multipoint hoặc bracketing. Thì đây là một cơ chế mà có rất nhiều những ưu điểm và được dùng khá phổ biến ở trong hệ thống mạng máy tính. Theo đó thì tất cả các nốt cùng truy nhập trên một đường truyền vật lý chung, ví dụ như là trong cái cấu trúc này. Đây là cấu trúc dạng bus, đây là cái cấu trúc dạng bus. Thì ta nhìn thấy là các thiết bị sẽ dùng chung một cái môi trường truyền. Đây chính là cái môi trường truyền dùng chung.
Và một cái sợi cáp này thôi, chúng ta có thể kết nối được rất nhiều các máy chạm với nhau. Như vậy chúng ta một là giảm cái chi phí đầu tư, hai là làm cho hệ thống nó đơn giản hơn vì không còn thiết bị trung gian nữa. Một thông điệp được truyền đi từ một nốt nào đó thì tất cả các nốt sẽ được nhận, sẽ đều nhận được. Đây chính là cái hoạt động của cơ chế theo kiểu quảng bá. Một trạm gửi, ở đây trạm A gửi gói, thì tất cả các cái trạm còn lại, tất cả các trạm còn lại. Chờ tôi chút nhé. Không điều được chuẩn, không khiển được chuẩn luôn. Thì ta thấy là các bạn nhìn thấy một chuột thấy không? Đây. A gửi gói thì tất cả các trạm còn lại đều nhận được gói. Tương tự như cái kênh truyền vệ tinh này. Vệ tinh này phát một gói tin quảng bá thì tất cả các cái trạm mà có đầu thu đều thu được. Đều thu được cái bản tin. Thế thì nhìn vào cái cơ chế hoạt động này thì chúng ta thử đánh giá xem là cái ưu điểm, nhược điểm và cái hiệu suất của nó là làm sao. Ưu điểm, nhược điểm và hiệu suất. Các bạn nào nhìn thấy không? Rõ ràng là ưu điểm thì ta nhìn thấy rồi, giảm trễ, tăng cái hiệu suất sử dụng hệ thống, để rất tăng cái khả năng sử dụng tài nguyên. Nhưng có một nhược điểm là nếu như cùng lúc mà có hai thiết bị cùng gửi, A, B đều gửi gói, cả thiết bị A và thiết bị B đều gửi gói, thì nó sẽ xảy ra tình trạng là gì? Hai gói tin từ A và B sẽ bị va chạm, sẽ bị xung đột ở trên cái môi trường dùng chung. Do vậy mà trong các hệ thống hoạt động theo cơ chế quảng bá, ví dụ như là hệ số một cái kiểu này theo kiểu bớt, thì ta cần phải có các cái giao thức, có các cơ chế để kiểm soát, để giảm hạn chế tối đa các cái gói tin bị va chạm, để làm tăng cái hiệu suất hoạt động của cái cơ chế quảng bá. Thế thì các cái cấu trúc mạng quảng bá thì cũng có thể được chia thành các cái cấu trúc nhỏ hơn. Cơ chế quảng bá tĩnh và cơ chế quảng bá động. Quảng bá tĩnh là gì? Quảng bá tĩnh ở đây tức là hệ thống sẽ chia cái thời gian thành nhiều khoảng thời gian rời rạc và dùng cái cơ chế do quay xoay vòng. Ví dụ có thể dùng cơ chế round robin, tức là xoay vòng để cấp phát đường truyền cho mỗi thiết bị ở trong, cho mỗi trạm. Và các trạm hay là các nốt sẽ có quyền được truy nhập khi đến thời gian của nó. Thì đây là một cách để người ta gì giải quyết cái bài toán va chạm ở trong hệ thống mạng máy tính, bằng cách là người ta chia thời gian thành các time slot và gán mỗi một cái time slot này cho các máy chạm, và các máy chạm chỉ gửi gói trong cái time slot của mình mà thôi, để tránh cái va chạm có thể xảy ra. Còn đối với cơ chế quảng bá động tập trung, tức là có một thiết bị đóng vai trò là trung gian, có chức năng tiếp nhận yêu cầu liên lạc và cấp phát đường truyền cho các nơi khác. Và đây chính là cái dạng hoạt động của cái ví dụ thứ ba trong slide là cơ chế vệ tinh, đúng không nhỉ? Cấp phát làm giảm bớt ra cái thời gian chết của đường truyền và tăng cái hiệu suất của hệ thống. Tuy nhiên thì thiết kế của cái cơ chế này cũng phức tạp và triển khai là cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài cái cơ chế quảng bá tĩnh và cơ chế quảng bá động tập trung thì người ta còn có thể thiết kế một hệ thống hoạt động theo kiểu cơ chế hoặc quảng bá động phân tán. Đã có tập trung thì chắc là sẽ có phân tán, đúng không nhỉ? Phân tán ở đây là không có bộ tập trung mà các nốt sẽ tự quyết định là có nên hay là không nên truy nhập vào đường truyền. Cơ chế quảng bá động phân tán. Theo đó thì không có thiết bị tập trung này, không có thiết bị đóng vai trò tập trung, mà các nốt sẽ phải tự đưa ra quyết định là khi nào thì nó nên truy nhập vào đường truyền và khi nào thì nó không truy nhập vào đường truyền, để tránh cái va đập xảy ra. Và đây cũng chính là cái ý tưởng của cái mạng Ethernet, tính là ý tưởng của mạng Internet, mạng LAN mà chúng ta đang dùng bây giờ đấy.
Tức là các cái nốt sẽ phải căn cứ vào cái trạng thái của đường truyền, căn cứ vào những thông tin mà nó có để nó đưa ra, tự đưa ra quyết định là khi nào thì nó truy nhập và khi nào thì nó không. Ok, đây là ta khảo sát cái thành phần đầu tiên ở trong cái định nghĩa về thông mạng máy tính, đó là topology. Sang cái thành phần thứ hai, đó là protocol. Như vậy protocol là gì? Giao thức mạng máy tính. Protocol hay là giao thức mạng máy tính. Để các thực thể trong mạng máy tính, tức là các thiết bị phần cứng ở trong mạng máy tính ấy, mà muốn trao đổi thông tin được với nhau, muốn trao đổi thông tin được với nhau, thì nó cần phải tuân theo các thủ tục, tuân theo các quy tắc, hay nói cách khác là nó phải nói chung một ngôn ngữ, đúng không nhỉ? Nó phải nói chung một ngôn ngữ. Cũng giống như là người, giống như là con người, chúng ta muốn giao tiếp được với nhau thì chúng ta phải thống nhất với nhau một cái ngôn ngữ. Ở đây là thầy và các em đang dùng ngôn ngữ tiếng Việt để chúng ta trao đổi, đúng không? Thì thầy và các bạn phải biết ngôn ngữ tiếng Việt, đúng không? Và trong cái ngôn ngữ đấy thì nó cũng có các tập, các cái quy tắc, các cái quy tắc ở trong ngôn ngữ thì nó chính là các ngữ pháp, đúng không nhỉ? Câu ngữ pháp, câu cú. Và trong hệ thống mạng máy tính thì nó chính là các cái quy tắc về giao thức mà các cái thành phần trong mạng phải tuân theo thì nó mới có thể giao tiếp với nhau được. Thế thì giao thức thì có gồm các thành phần nào? Giao thức thì chúng ta có thể định nghĩa nó bao gồm có cú pháp. Đó, cú pháp đấy chính là các định dạng của dữ liệu hay là phương thức mã hóa và các cái mức dữ liệu, mức tín hiệu. Đó, cú pháp. Ngữ nghĩa. Ngữ nghĩa ở đây chính là các cái thông tin điều khiển. Đó, ví dụ như là điều khiển lưu lượng, điều khiển xử lý lỗi. Đó. Ta nhìn một cái ví dụ như thế này. Đây là trên slide của các bạn là một cái minh họa hai cái ví dụ. Một là giao tiếp giữa hai người, đúng không? Hai người gặp nhau. Mục tiêu của cái cô này là muốn hỏi bây giờ là mấy giờ. Thế thì theo cái phép giao tiếp lịch sự thì đầu tiên là cần phải có chào hỏi, đúng không nhỉ? Cô này trước tiên là trước khi mà muốn hỏi thông tin thì cô ấy gửi lời chào. Anh này sau khi mà nhận được lời chào thì theo phép lịch sự anh ấy đáp lại bằng một câu chào, đúng không nhỉ? Sau đó thì cô này cô ấy hỏi thông tin bây giờ là mấy giờ, anh này cung cấp cho cô ấy bây giờ là 2 giờ. Đấy là cái cách thức mà chúng ta, con người chúng ta trao đổi thông tin, có cái phần chào hỏi, có cái phần bắt tay và có cái phần trao đổi thông tin và thậm chí có cả cái phần kết thúc thông tin, tức là sau đó thì chúng ta cô này cô sẽ nói cảm ơn và tạm biệt, đúng không nhỉ? Đó. Thế thì tương tự như vậy, máy tính nó cũng hoạt động tương tự như vậy nha, máy tính nó hoạt động tương tự như vậy. Ở đây ta có một cái server. Server này là đóng vai trò là một cái thành phần cung cấp cái dịch vụ, cung cấp service cho các cái người dùng. Cái người dùng thông qua cái client, thông qua máy tính gọi là truy cập vào server để lấy dịch vụ. Ví dụ là ta cần vào một cái website. Thế thì bước đầu tiên là gì? Client sẽ phải gửi một cái request đến server. Trong cái request này thì nó cho biết là gì? Nó muốn có cái nhu cầu kết nối đến server để lấy dịch vụ của server. Và trong cái request này phải cung cấp các thông tin liên quan đến, ví dụ liên quan đến việc xác thực xem là client này là có là hợp lệ để truy cập vào dịch vụ hay không, liên quan đến xác thực và mặt v.v. Khi nhận được cái request thì server sẽ phản hồi vào một cái response để cho phép tạo kết nối. Cái bản tin đầu tiên chính là cái bản tin yêu cầu mở kết nối. Bản tin này là bản tin cho phép mở kết nối, cho phép mở kết nối. Và trong cái bản tin cho phép mở kết nối cũng như là bản tin request yêu cầu kết nối thì hai bên cung cấp các thông tin liên quan điều khiển. Ví dụ như là cho phép mở kết nối với thời gian trễ tối đa cho phép là bao nhiêu, cho phép mở kết nối với băng thông tối đa là bao nhiêu, vân vân. Sau khi kết nối được thiết lập thì client sẽ gửi một request. Đó chính là một cái đường link đến một cái trang web mà được phục vụ bởi server. Server sau khi nhận được cái request này thì gì? Nó sẽ xử lý cái request, nó truy vấn đến cơ sở dữ liệu và nó tạo ra một cái file kết quả và gửi cái kết quả đấy cho người dùng. Trình duyệt browser trên máy của người dùng sẽ hiển thị cái kết quả của người dùng đấy thành website. Đó, đây chính là cái một cái hình ảnh minh họa về cái phương thức làm việc cơ bản giữa con người với người, cũng như là giữa máy tính với máy tính. Thì chúng ta nhìn thấy nó có rất nhiều những điểm tương đồng.
không nhỉ? Rất nhiều những điểm tương đồng. Như vậy ta có thể nói, ta có thể thấy là hầu hết các cái giao thức mạng, hầu hết các giao thức mạng quay định thì nó đều hoạt động dựa trên cái việc gì, quan sát cái hành động hoạt động của con người. Thế cụ thể, ta phân tích cụ thể hơn. Protocol nó gồm có những chức năng nào? Hay là giao thức gồm có chức năng nào? Thế thì về mặt nguyên tắc, giao thức bao gồm có rất nhiều những chức năng sau đây. Giao thức có rất nhiều những chức năng sau đây. Chức năng đầu tiên là đóng gói. Chức năng đầu tiên là đóng gói, encapsulation. Đóng gói, encapsulation. Trong quá trình trao đổi thông tin thì các gói dữ liệu sẽ được thêm vào một số thông tin điều khiển. Ví dụ như là địa chỉ nguồn này, địa chỉ đích, rồi mã để phát hiện lỗi, mã để sửa lỗi, mã để điều khiển giao thức, vân vân. Thế thì những thông tin này sẽ được thêm vào cái phần điều khiển của gói tin. Tức là gói tin sẽ được thiết kế thành hai phần. Một phần là chứa dữ liệu và một phần chứa thông tin điều khiển. Cái phần chứa thông tin điều khiển ta gọi nó là header nhá, phần header. Và trong header cứ qua mỗi một lớp thì header sẽ được thêm cái dữ liệu, thêm xin lỗi, thêm cái phần thông tin điều khiển của cái lớp tương ứng, của cái lớp tương ứng. Và cái quá trình này ta gọi được gọi là encapsulation, đóng gói dữ liệu. Tức là bên phát tạo gói dữ liệu cần gửi và gửi cho bên nhận, bên thu. Và dữ liệu qua mỗi một lớp thì nó được thêm các thông tin điều khiển của lớp tương ứng. Và quá trình này được gọi là encapsulation. Thì ngược lại ở bên thu, sau khi mà thu được cái gói dữ liệu thì nó sẽ bóc gỡ các cái phần tiêu đề gói tin để lấy ra cái dữ liệu ở bên trong. Thì cái quá trình này ta gọi nó là quá trình gì? De-encapsulation, đúng không nhỉ? De-encapsulation, tức là bỏ đi những cái phần thông tin điều khiển để lấy lại phần dữ liệu. Cái chức năng thứ hai đó là phân đoạn và hợp lại. Phân đoạn và hợp đoạn, hay thuật ngữ tiếng Anh được gọi là fragmentation. Lý do là gì? Lý do là hệ thống mạng máy tính là liên mạng gồm rất nhiều các cái mạng con khác nhau, và mỗi một cái mạng con khác nhau đấy thì nó có cái cấu trúc và phương thức hoạt động khác nhau, cấu trúc hoạt động khác nhau. Do vậy mà cái định dạng của gói dữ liệu, hay là cái kích thước của, hay là cái đơn vị dữ liệu mà trao đổi trong mỗi một cái mạng đó là có kích thước khác nhau. Chính vì vậy mà với một gói tin có kích thước lớn, khi đi qua một router mà đầu ra của router chỉ chấp nhận gói tin có kích thước nhỏ hơn, thì router sẽ phải thực hiện một chức năng, đó là phân đoạn. Tức là nó phải cắt cái gói tin đấy thành những cái đoạn nhỏ sao cho nó phù hợp với cái đơn vị dữ liệu ở trong cái mạng mà nó cần phải chuyển gói tin đi. Thì cũng ngược lại với phần encapsulation, tức là phần fragmentation sẽ có phải có phần tái hợp. Tức là sau khi mà gói tin đến đích thì những cái gói tin mà bị cắt thành những mảnh con ấy, nó sẽ phải được hợp lại với nhau, đúng không? Và được hợp lại với nhau để chúng ta có thể là bóc tách cái phần header để lấy lại được cái phần dữ liệu. Tức là quá trình bên thu sẽ làm ngược lại với quá trình bên phát. Đấy là cái chức năng thứ hai. Chức năng thứ ba rất quan trọng, đó là chức năng điều khiển, connection control, điều khiển liên kết. Việc trao đổi thông tin giữa các thực thể thì có thể thực hiện theo hai phương thức điều khiển liên kết. Phương thức thứ nhất được gọi là connection oriented, tức là có hướng liên kết connection oriented, và không liên kết connectionless. Thế thì hai cái cơ chế này khác nhau như thế nào? Với cái phương thức connection oriented ấy, thì trước khi mà trao đổi dữ liệu thì hai bên cần phải trao đổi các thông tin điều khiển, còn đối với sau khi kết thúc cái pha thiết lập kết nối để trao đổi thông tin điều khiển thì nó mới trao đổi dữ liệu. Và khi trao đổi dữ liệu xong thì nó, bởi vì là có thiết lập kết nối mà, thì trao đổi dữ liệu xong thì nó sẽ phải hủy bỏ kết nối, đúng không nhỉ? Tức là thêm một cái pha nữa là hủy bỏ kết nối. Như vậy thì đối với cơ chế hoạt động theo kiểu connection oriented, theo kiểu hướng liên kết, thì nó sẽ tạo ra các liên kết có tính
gì nhỉ, nó sẽ tạo ra các liên kết bền vững hơn đúng nhỉ, tạo ra các liên kết bền vững hơn, an toàn hơn, tin cậy hơn, reliable hơn hoặc à, tuy nhiên thì trả giá là gì, bởi vì nó phải mất một cái pha trao đổi thông tin điều khiển nên là nó sẽ làm cho cái phương thức trao đổi này có thể chậm, có thể là tăng cái trễ đúng nhỉ, tăng trễ vì là cần phải có cái quá trình trao đổi thông tin điều khiển. Ngược lại với cơ chế hướng liên kết, cơ chế phi liên kết hay là không liên kết, hay còn thuật ngữ tiếng Anh gọi là connectionless ấy, thì không cần phải trao đổi thông tin điều khiển, mà khi có nhu cầu chuyển dữ liệu thì hai bên chuyển luôn, chuyển dữ liệu luôn. Thế thì nó có cái nhược điểm là, ưu điểm là giảm trễ, nhưng có nhược điểm là cái độ tin cậy không cao, độ tin cậy là không cao, độ tin cậy không cao vì không có thông tin điều khiển, vì không có cách để duy trì cái liên kết nào, do đó độ tin cậy không cao. Do vậy mà tùy vào từng ứng dụng khác nhau, chúng ta sẽ phải lựa chọn là dùng theo cơ chế connection oriented hay là connectionless, đúng không nhỉ? Tùy vào cái yêu cầu về độ tin cậy của các ứng dụng, chúng ta sẽ có thể lựa chọn. OK, cái chức năng tiếp theo của giao thức của protocol đó là monitoring, giám sát. Các gói tin có thể lưu chuyển độc lập theo các con đường khác nhau để đến đích. Cái đặc trưng của mạng internet nói riêng và đặc trưng của mạng máy tính nói chung là chúng ta truyền thông tin theo các gói, thông tin thành gói, truyền thông tin theo gói. Thế thì mà liên mạng thì lại có rất nhiều các đường đi khác nhau, liên mạng có rất nhiều đường đi khác nhau, có nghĩa là mỗi một gói tin có thể đi các đường khác nhau để đến đích. Thế thì mà mỗi một đường thì có độ dài ngắn khác nhau, do vậy mà cái thời gian đến tại điểm đến đến đích của mỗi một gói tin là khác nhau. Do vậy chúng ta cần phải có một cái quá trình hay là giao thức cần phải có một cái chức năng nữa là gì, cho phép kiểm soát hay là giám sát cái các cái gói tin để chúng ta có thể ghép lại các gói tin ở đầu ra và đầu thu, hoặc chúng ta có thể ghép lại hay là ta có thể khôi phục cái thứ tự của các gói tin đến đích đúng như là thứ tự mà bên phát đã phát. Hoặc cái chức năng tiếp theo đó là flow control và error control. Flow control, điều khiển luồng hay là điều khiển lưu lượng hay là và điều khiển lỗi. Điều khiển lưu lượng là liên quan đến khả năng tiếp nhận các gói tin của các thực thể ở bên thu, cũng như là số lượng và tốc độ phát của dữ liệu được phát ở bên phát. Tức là giao thức phải làm một chức năng nữa là gì, điều khiển được tốc độ gửi dữ liệu của bên gửi sao cho phù hợp với khả năng tiếp nhận của bên nhận, để không làm tràn khả năng xử lý của bên nhận, không làm tràn bộ đệm của các thiết bị trung gian. Đấy là chức năng điều khiển lưu lượng. Và trong cái giao trình này chúng ta sẽ học cái phần điều khiển lưu lượng rất kỹ ở chương transport wire, tức là điều khiển lưu lượng ở trong TCP, điều khiển lưu lượng. Và ở trong cái chương 2 ở lớp liên kết dữ liệu thì chúng ta cũng sẽ học một số các cái giao thức điều khiển lưu lượng ở lớp liên kết dữ liệu ở lớp 2. Chức năng kiểm soát lỗi chính là cái các kỹ thuật cần thiết được đưa vào để nhằm đảm bảo dữ liệu không bị mất mát, không bị hư hỏng trong quá trình trao đổi thông tin. Chức năng này yêu cầu là bên thu phải có khả năng phát hiện và sửa lỗi, bao gồm cả lỗi ở trên đường truyền, lỗi khung, và phải yêu cầu truyền lại khi mà những cái khung đó, khi mà những gói tin nó bị lỗi. Ngoài ra thì giao thức còn có một chức năng cũng quan trọng, đó là chức năng đồng bộ hóa, tức là các thực thể mà có tham gia vào trao đổi thông tin trên mạng thì nhiều khi nó yêu cầu là phải đồng bộ với nhau, hoặc đồng bộ với nhau. Ví dụ như là vừa rồi chúng ta có xét cái cơ chế quảng bá theo kiểu động ấy, tức là gì, các miền thời gian sẽ được chia thành các slot, hoặc các time slot, và mỗi một thiết bị, mỗi một máy trạm chỉ truyền dữ liệu trong đúng cái time slot của đường gắn của mình được gắn ấy thôi. Thì để cái cơ chế đấy hoạt động được, để nó biết được đâu đúng là cái time slot của nó, thì các máy chạm phải đồng bộ với nhau, đúng nhỉ? Phải đồng bộ thì nó mới xác định được đâu là time slot của nó. Do vậy cái việc cái một cái chức năng nữa ở trong protocol là đảm bảo cái tính đồng bộ, tính đồng bộ. Và cái chức năng cuối cùng chính là chức năng địa chỉ hóa.
hai thực thể có thể trao đổi thông tin được với nhau thì cần phải nhận dạng được với nhau. Cái này cũng rất là đơn giản, rất là tự nhiên, giống như là ta gửi thư vậy các bạn. Ta gửi thư gửi thư tay ấy. Thì để cái lá thư của ta đến được bên nhận thì chúng ta cần phải ghi địa chỉ bên nhận, đúng không nhỉ? Nhà số bao nhiêu, đường nào, ở quận huyện nào, thành phố nào, đó. Ghi địa chỉ bên nhận. Và trong nhiều trường hợp, ví dụ như là ta gửi thư bảo đảm thì ta cần phải ghi địa chỉ cả bên gửi. Để làm gì? Để trong trường hợp mà bên gửi thư không tìm thấy cái địa chỉ nhận, hoặc là không tìm thấy người nhận, hoặc là khi người nhận đã nhận được thư rồi thì bên gửi thì cái bên chuyển thư ấy, người ta sẽ gửi ngược lại cho bên gửi một cái bản tin hay một cái thông báo cho biết là cái phong thư đấy đã được gửi đến đích. Thế thì trong hệ thống mạng máy tính cũng vậy, để các gói tin có thể trao đổi được thông tin với nhau đúng đích thì các bản tin cũng phải được cung cấp địa chỉ, đúng nhỉ? Hay nói cách khác là giao thức cần phải làm một chức năng nữa, đó là chức năng địa chỉ hóa. Và trong hệ thống mạng máy tính ta, như thầy phân tích ở cái phần đầu á, là chúng ta sẽ gặp ba loại địa chỉ nha, ba loại địa chỉ này có chức năng khác nhau, nhiệm vụ khác nhau và nó đều rất quan trọng. Trong bài thi kiểu gì cũng xuất hiện những câu hỏi liên quan đến các địa chỉ trong hệ thống mạng nha, nên là các bạn cần nắm được. Ở đây ta có thể phần đấy chúng ta sẽ lần lượt xem xét kỹ học ở phần sau, như là bên thầy có thể liệt kê ra ba các loại địa chỉ đấy để các bạn có cái nhìn tổng quan đầu tiên. Ở lớp vật lý, ở lớp liên kết dữ liệu lớp MAC thì chúng ta có địa chỉ MAC, đúng nhỉ? Hay chính là địa chỉ vật lý, tức là mỗi một máy chạm, mỗi một thiết bị điện tử, mỗi một thiết bị bằng cứng, khi mà ngay từ lúc sản xuất, ngay từ lúc xuất xưởng, nó đã được dán một cái địa chỉ cứng, đó là địa chỉ vật lý. Địa chỉ vật lý 6x48 bit, nó được xác định trước ngay từ ban đầu, còn có được là địa chỉ vật lý và địa chỉ không phân cấp. Ở lớp mạng thì chúng ta có cái địa chỉ IP. Địa chỉ IP được còn gọi được gọi là địa chỉ logic, khác với địa chỉ vật lý là được cố định trước, gắn trước. Địa chỉ logic sẽ là gì? Được gắn tùy thuộc vào cái vị trí mà cái thiết bị đã kết nối đến. Tức là địa chỉ IP sẽ được phân lớp, phân cấp, và ta có thể căn cứ vào cái phân cấp và phân vùng, đúng không nhỉ? Và ta căn cứ vào cái vị trí cái máy chạm kết nối đến mạng thì mạng sẽ cung cấp cho nó một địa chỉ IP khác nhau. Tức là IP không phải cố định, đúng không? IP là địa chỉ logic, nó có thể thay đổi tùy vào cái vị trí mạng. Và ở lớp channel port chúng ta có một loại địa chỉ thứ ba, đó chính là địa chỉ cổng, để cho phép là cái gói tin được gửi đến đúng cái ứng dụng ở trên cái thiết bị đầu cuối, đó. Có nghĩa là trên thiết bị đầu cuối thì cùng lúc có thể chạy nhiều cái ứng dụng khác nhau, và mỗi ứng dụng đấy thì phát sinh ra các gói tin hoặc là nhận những gói tin khác nhau. Thế thì cần phải có một địa chỉ để phân biệt đâu là ứng dụng, để phân biệt được ứng dụng nào với ứng dụng nào, đúng không nhỉ? Hay là khác là để các ứng dụng có thể nhận được đúng gói tin của mình. Như vậy đây là chính là các cái chức năng của protocol trong mạng máy tính: chức năng encapsulation, chức năng fragmentation, chức năng connection control, chức năng monitoring, flow control, error control, saturation, và cuối cùng là chức năng địa chỉ hóa, addressing. Thế thì trong phần sau chúng ta sẽ lần lượt khảo sát các cái giao thức ở các cái lớp mạng khác nhau, và chúng ta sẽ gặp lại những cái chức năng này mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn cái cơ chế hoạt động của các cái chức năng này như thế nào. Hai tháng không nói, nay nói bị thầy bị ngắt học. Các bạn vẫn nghe được chưa? Có. Hôm nay con nghe thầy xin phép dừng ở đây nhá. Đang nghỉ sớm hơn chút. Thầy hơi bị nó nói không rõ. Các bạn nghe rõ không? Nghe rõ thầy ạ. Hôm nay ta sẽ dừng ở cái phần protocol này thôi. Bởi cái slide của bài giảng này thầy đã chuyển lên rồi.
file PDF, các bạn đọc trước cho thầy những cái phần còn lại nhé, để buổi sau chúng ta tiếp cận nó đi nó nhanh hơn. Đi nhanh hơn. Chào. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. À, sao thế thầy đã nói xong đâu? Thầy đã làm rồi, nó nói xong đâu, chào Xuân thế. Nói ạ. Hôm nay có cần điểm